Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Ngày nay mình sẽ tiếp tục series con Doraemon Story of Season nha. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và cánh like và share cho tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Với một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nha. Ok, tập ngày hôm nay là mình sẽ bắt đầu lại đi hết những cái cốt truyện nhà em Zema. Ok. Ba ngày nữa là có sự kiện thi gà, nhưng mà chắc chắn là mình cũng sẽ đạt được ấy rồi, mà đạt được cấp rồi. Doraemon tới báo mình vậy thôi. Bây giờ mới bắt đầu sự kiện nè. Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại ở đây? Chào buổi sáng Nobita. Đó là một cái kế hoạch mà chúng ta đã bàn từ lúc trước, cậu nhớ không? Mọi người sẽ cùng nhau hợp tác để tìm kiếm đám Harvest Kai. Oh. Đó là lý do mà tất cả mọi người đều ở đây à. Okay. Ok, Plan nói là ra cửa hàng của nhà bé bé Zema nó lúc nào nó cũng ở bên cạnh để giúp đỡ, cho nên là bây giờ tụi này nó cũng muốn giúp lại. Cái bé Rem cũng ở đây giúp. À không, con bé Rem là thôi mình đi, mình ra chỗ kia mình giúp cho cái nhà Zema, thì con bé Rem nó sẽ ở đây, nó phụ mình chuyện nông trại. Ra là chỉ phụ mình về cái việc mà bò cu đó thôi, chứ nó đâu có thể chăm sóc được mấy cái rau củ, mình nghĩ là vậy. Hamon, cậu không ở một mình, mọi người ở đây, tại sao mọi người lại ở đây? Chúng tới tới để giúp đỡ cho cửa hàng của cậu đấy. Bọn tớ lúc là muốn chú mát với lại cô Jenny thân thiết lại với nhau cùng làm việc á. Và nếu như mà tụi tớ cùng nhau hợp sức lại giúp đỡ thì cậu có nhiều kiểu là sao đây, gia đình gắn kết lại. Và con bé thì bắt đầu là ngại bởi vì thấy Hamon lo cho nó cho nên là ngại. Thôi, chuyện gì vậy? Tại sao những đứa trẻ lại ở đây? Bà mẹ lại không chịu rồi. Giống như thế này, ông bố thì suốt ngày cứ chạy đi kiếm kia đuổi Harvest Try, nhưng mà không lo ấy, không lo quản lý cửa hàng, cho nên là bà mẹ lúc nào cũng làm một mình. Thì nay mình tới mình giúp đỡ, không phải là phụ mà là phụ trông non cửa hàng thôi, để cho
gia đình ngồi này có thể là cùng nhau đi chơi ấy mà. Tại vì gia đình xa cách do ông kia ông cứ đi tìm, bà mẹ lo làm, con bé nó buồn. Cãi nhau, bố mẹ cãi nhau thôi, ông kêu là bây giờ là tôi phải tìm đám đó thiệt nhanh, cho nên là ông chạy đi mất luôn. Rồi sau khi mà mọi người để đồng ý giúp đỡ, ông Mark kiểu như là ông Mark ông muốn tìm một mình, nó không có muốn là nhiều người cùng phụ lại giúp ông nữa. Dạ, nó lại quay sang nó trách mẹ nó là không có hiểu về cảm giác của bố nó. Cãi nhau rồi. Cooper nó trách móc tụi mình là tại sao lại thành ra như vậy, tại sao mà kết quả lại khiến cho Emma lại khóc. Okay. Hai người này khó chịu nhờ, một người thì lại không có chịu cho tụi mình phụ để lấy cửa hàng để đi chơi với chồng, còn ông chồng thì không có chịu ở nhà, kiểu là không có chịu là cho cả gia đình cùng phụ giúp, hay là muốn tìm một mình, khiến cho con bé Emma nó cứ buồn là vậy. Ok, bây giờ chúng ta chỉ có thể là đợi chờ cho bé Emma ngồi lại thôi. Bởi nó đang bực, mà nó vừa buồn bực ấy. Ok. Nó ra nó xin lỗi. Nhưng mà cậu xin lỗi về việc gì? Ok, xin lỗi bởi vì tụi mình là cố gắng giúp đỡ nhưng mà bố mẹ nó lại không chịu. Không có gì phải xin lỗi đâu. Thật ra tụi tớ mới là người phải xin lỗi. Vì đã tụi tớ không nên xuất hiện ở ngay lúc này. Ok, là kế hoạch thất bại rồi. Cooper nó cũng bực mình. Nó nói là Gemma thì đang khóc ở đây nhưng mà tại phải bỏ cuộc rồi. Thì tụi kia nó cũng chả giúp được gì nữa. Mấy anh kia thấy vô vọng rồi cho nên là nó bỏ cuộc. Ôi. Người ta xin lỗi. Nhưng mà không sao đâu. Đó cũng không phải là lỗi của cậu đâu thôi mà. Nhưng mà là nói đúng đấy. Chúng ta không cố gắng, không nên cố gắng giúp đỡ cửa hàng của cậu, kiểu là giúp đỡ sai cách á. Okay. Bây giờ là mình sẽ ra bãi biển. Nhưng mà nếu như mà nó không có sự kiện á thì mấy bạn phải vô nhà ngủ, rồi mình sẽ kiếp qua những cái khúc đó, bởi vì là mình còn phải tưới cây đồ này nọ đó, nên là mình sẽ kiếp qua khúc đó cho tới khi mà mình chạy ra mà thấy sự kiện luôn, nếu như mà hiện tại nó không có nha. Với sau sự kiện này á thì mọi sự kiện khác đều cùng giờ với nhau hết, cho nên là phải buộc là qua ngày chứ nó không thể diễn ra trong một ngày được, không thể ôm hết được. Ok, hiện tại là không có nha. 8 giờ luôn.
thường khung giờ của nhà này là 8 giờ. Ok, không có rồi thì mình sẽ skip qua khúc này và phải sang một ngày mới thì nó mới có. Ok, thì tiếp tục nào. À, thật ra là mình lộn. Đó là cái nhiệm vụ bãi biển là mình làm rồi. Cái nhiệm vụ bãi biển là mình làm rồi mà lúc nào mình chả hay nữa. Giống như là cái nhiệm vụ bãi biển á, là khi mà mấy bạn hoàn thành cái nhiệm vụ chính á, phải hoàn thành tới được một cái cháp nào đó của cái nhiệm vụ chính tuyến thì nó sẽ bắt đầu nó xảy ra thôi. Mặc dù là mình cũng chả nhớ là làm từ khi nào. Cho nên là sau cái nhiệm vụ đó thì mấy bạn cứ ra tới đây thôi. Sau cái nhiệm vụ mà kit á là mấy bạn đón cái nhà đúng không, là cứ ra đây thôi. Tầm vừa ngủ chạy chạy ra là nó sẽ làm được những cái sự kiện tiếp theo thôi. Và mình chỉ còn hai bậc sự kiện nữa là xong. Mà chỉ làm được ngày hôm nay thôi. Ngày mai là đi lễ hội rồi. Sau đó mới cách á, xong lễ hội mới cách xong ngày kia mới hoàn thành được. Vào buổi chiều mọi người, mặc dù là mới 6 giờ sáng. Sự kiện lại là buổi chiều nhưng mà rõ ràng là cái giờ chơi của mình là hiện tại là đang là buổi sáng mà. Ồ, chú mát lại chạy nữa rồi à. Ờ, ngày hôm nay thì cô khá là may mắn khi mà được nhìn thấy chú ấy trước khi mà giống như là sao ta đi nhiều quá, nhìn thấy trước khi mà cô ấy đặt đầu xuống giờ ngủ. Hỏi là cô tại sao cô lại không chạy theo chú ấy. Cô đã bỏ cuộc rồi Nobita. Cô cũng chả có lý do gì để chạy theo chú ấy lần nào nữa. Rồi Chema thì cũng im lặng, Chema không biết nói gì. À, còn nữa cô phải ở đây để lo việc cửa hàng. Tại sao lại không bán cửa hàng vào buổi sáng? Rõ ràng là cửa hàng bán lúc 3 giờ chiều. Tại sao lại không bán vào buổi sáng đi, sau đó là đi phụ giúp chồng. Thiệt tình, buổi sáng thì lại đi lòng vòng chơi, sau đó tới buổi chiều mới mở. Cô biết là cái cửa hàng của cô là khó chịu lắm không? Ôi, Nobita bắt đầu trách móc luôn. Có một cái lý do chú Mát cứ chạy đi mỗi ngày nhiều giờ là để tìm kiếm đám Harvest Crime. Thậm chí là cô chả bao giờ hỏi chú ấy làm gì cả. Ồ, hóa ra là thế. Nghĩa là cô Jenny này nè là thấy ông chồng ra ngoài nhiều một mình thôi, trách móc, nhưng mà lại không hỏi lý do là tại sao chồng lại chạy ra ngoài, không quan tâm tới vậy luôn. Hỏi cho nên nó mới nhiều gây ra nhiều sự đổ vỡ. À, đúng rồi, anh ấy thường muốn cho bé thêm mà lúc nào cũng vui vẻ, cho nên sai rồi. Chú ấy tìm mọi ngày với lại cả Gemma nữa. Với cả cô lẫn Gemma, chỉ có hai người đấy. Thì chú ấy rất yêu quý cô cũng như là Gemma hơn những gì trên thế giới này. Chú ấy luôn tìm kiếm đám Harvest Crime để kiểu như sao, lý do mà chú ấy tìm kiếm đám Harvest Crime là để mang niềm vui và niềm hạnh phúc tới cho hai người đấy. Và mỗi ngày đều mang tới một thử thách cho cả ba người. Đó là lý do tại sao mà chú ấy là không thể quay trở lại được, kiểu như là không có còn đường nào mà để
tôi chỉ có được tiếng thôi thôi. Và chú ấy đang làm việc đó cho cô đấy, cho gia đình của chú ấy đấy. Nhưng mà đám hai vết trai thì nó không có tồn tại. Thật ra là có tồn tại chứ, rồi nó bán đồ cho con nhiều mà. Đó không phải là lý do, không có quan trọng là chúng nó có tồn tại hay không. Và không thể để mà bố ra ngoài làm một mình như vậy được, chúng ta cũng phải giúp. Đúng rồi. Đây không phải là kiểu là sao ta, không được cái khoảng thời gian mà lo cho cửa hàng rồi, thì đúng là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian trống, cho nên là có thể giúp cũng giúp anh ấy. Là Nobita quyết định là giúp cho hai người tới đó nhanh hơn, sử dụng cánh cửa thần kỳ. Đừng lo lắng, cứ đi theo tớ. Mình không biết là cánh cửa thần kỳ lại có khả năng là dò định vị được người nha. Thì trước giờ là chỉ đọc truyện là chỉ biết là cánh cửa thần kỳ là đưa mình tới những cái nơi mà mình muốn thôi, chứ chưa bao giờ thấy là đưa tới cái nơi mà có người nào đó hiện diện. Thôi cái gì vậy, chúng ta vừa mới ở cửa hàng tạp hóa vừa 2 giây trước thôi mà. Ủa Jenny, Zema, có phải mọi người đó không? Mọi người cũng ở đây à? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ổn rồi, rồi anh yêu, Nobita đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện rồi. Anh đang tìm kiếm đám trai để giúp bọn em gì đúng không? Đúng vậy, anh đang làm vậy đó. Thì anh nghĩ là bọn chúng hay ở đây cười kiểu như vui đùa. Với anh thường nghe tiếng cười của tụi nó ở đây. Giờ đọc trong sách là nếu như mà tiếng cười của nó càng lớn thì sẽ là tụi nó có khả năng tồn tại. Giờ nó, đám tụi nó không chỉ là một câu chuyện cổ tích bình thường đâu. Cho nên là anh cần phải tìm kiếm bọn chúng. Ok, tụi em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Anh yêu, ý em là sao? Em ước là em có thể... em ước rằng anh có thể hỏi em về chuyện ra ngoài như thế này. Anh xin lỗi hai người, bởi vì đã làm hai người lo lắng ở những thời gian vừa qua. Nếu như mà bố và cả mẹ đều ra ngoài này cùng giúp đỡ lẫn nhau thì chả còn điều gì hạnh phúc hơn trên thế giới này nữa. Phải, con nói đúng đấy. Ok, từ bây giờ sẽ không còn bí mật nữa. Được chứ? Chắc chắn rồi. Giờ anh cũng sẽ giúp đỡ cửa hàng từ bây giờ về sau. Cả nhà làm việc phụ trong cửa hàng, sau đó là tới hết giờ thì ra ngoài này đi chơi. Và đám Kurobu thì nó lại chạy ra đây. Nobita bất ngờ. Con kia nó thấy Nobita nhìn nó làm rớt quyển sách rồi. Như quyển sách này rớt ở đâu hả? Nó chạy ra nó lục lại. Mình nghĩ là trí tưởng tượng của mình đang đùa giỡn với mình. Nó
Ok, những cái sự kiện dưới nhà này lúc này là chưa tìm được Urabun nhé. Để nhanh tiến độ thôi, về ngủ, ngủ sau đó là ngủ rồi đi thi. Đi thi sau đó là về ngủ. Rồi lại bắt đầu là sự kiện cuối cùng. Sự kiện cuối cùng nhìn vậy chứ ngắn lắm. Có mấy cái sự kiện là sự kiện của Beth hay là Chaya nữa, cái sự kiện nó mới dài. Tại vì cái sự kiện đó mình làm rất là ít, cho nên là nó còn dài một khúc, nhiều cốt truyện lắm. Cho nên mình nghĩ là cái video mà làm cái phần đó là sẽ rất là dài. Hoặc là mình có thể chia ra nữa, tại vì cái cốt truyện của Harmon rất là ít. Hay là mình sẽ làm một nửa cái cốt truyện của Beth, sau đó là mình làm hết cốt truyện của Harmon, rồi mình lại quay lại mình làm cốt truyện của ông nhà Beth sau. Ngủ tới 10 giờ. Bây giờ là mình thích là chơi em gà nào cũng được hả? Tại em gà nào là mình cũng vô địch ạ. Mình chưa có cái cúp về bé gà nào hết. Nên là thôi lấy được tạm cái. Vả lại nếu mà gà mà được lấy thì là nó sẽ đẻ trứng vàng hết rồi. Vàng hình như nó chỉ hiếm hơn thôi, chỉ hiếm hơn chứ nó cũng không mấy quan trọng lắm. Ok, người đứng thứ gì là cấp bơ thì kiểu gì mình cũng là đứng nhất rồi. Anh nào để còn tiếp tục cốt truyện ấy nữa. À, cúp con gà có hình con gà trên đỉnh. Ok, cái cúp mà đua bọ hung kia là mình cũng chưa lấy nữa. Như là từ cái cúp dưa hấu là mình chưa gặp ông thị trưởng để nói chuyện để lấy cúp rồi. Nên là ổng còn giữ mình tới ba cái cúp để quăng vô nhà. Mình nhớ không lầm là vậy, để coi. Ờ đúng rồi, mình chưa lấy cái cúp dưa hấu 2. Mình chưa lấy cái cúp dưa hấu 2 nên là ổng thiếu mình ba cái cúp á. Mà hơi kệ, cứ cho ông thị trưởng cầm đi. Ổng chỉ còn 2 sự kiện thôi, nhưng mà 2 sự kiện nhỏ không phải 2 sự kiện lớn. Tại vì sự kiện ông thị trưởng là mình đã qua rồi. Đây, quay lại đây. Đây. Ừ, chú mát. Không lẽ nào chú lại vẫn tiếp tục đi tìm đám Harvest Shine? Chào buổi sáng luôn ta. Nhưng mà thời gian này đây là khoảng thời gian mà cả gia đình chú cùng đi với chú, đi tìm kiếm chung với chú. Phải, cô chú sẽ tìm đám trai đó vào thời gian rảnh. Do mình là nếu như mà mình có chuyện gì mà ở đây thì cứ tạm thời cứ ráng chờ đi, thì khi mà cô chú quay lại sẽ bán đồ cho mình vậy thôi. À, nhưng mà nói sau khi mà cậu bỏ đi thì bố mẹ tớ đã nói chuyện rất là nhiều về đám Harvest Shine. Tớ chưa bao giờ thấy họ gần gũi với nhau như vậy.
Và tớ mong muốn là sự được cái cảm giác đó nó kéo dài mãi mãi. Thật là tuyệt. Cảm ơn đã giúp đỡ gỡ rối cho gia đình tớ và giúp đỡ và gỡ rối cho gia đình tớ. Và tớ cũng sẽ cảm ơn mọi người nữa. Không quan trọng đâu, miễn sao là cậu hạnh phúc là được rồi. Tớ chấp nhận việc đó. Nhưng mà cho dù là tụi tớ không tìm được một đám trai nào hết, nhưng mà họ vẫn giúp cho, họ vẫn mang gia đình tụi tớ gần tới nhau hơn. Và tớ cũng không biết điều gì mà chú Mát là một nhà văn biết bút nghiên cứu về đám hai bé trai, mà tớ cũng không hiểu những gì trong quyển sách của bố tớ. Nhưng mà chắc chắn nếu mà gặp họ thì tớ có sẽ cảm ơn tới họ. Ok, tạm biệt Nobita, tớ chơi, hẹn gặp lại nhé. Bố lên, tớ cũng mong là mọi người tìm thấy được một số con trai. Đây là kết rồi, kết chuyện rồi. Xong. Thế là xong được cốt truyện nhà bé Nema. Tập sau là sẽ cốt truyện của Harmon nha. Đây là Victory nha, là cốt truyện chính nha. Đây là cốt truyện thì chú biết thì hơi dài đấy, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ làm một nửa. Đau lắm là một nửa. Cốt truyện đây cũng dài nè, không phải giỡn đâu. Ở đây tới 7 cái cốt truyện là dài nha. Đây cũng ngang nha. Ở đây thì 5 cái. 5 cái nhìn vậy cái dài á, không phải ít đâu. Nhà này thì 6 cái cũng nhiều nè. Thị trưởng thì còn 2 cái nữa là mình cũng sẽ giải quyết sau tập sau được. Harmon thì còn 1 cái. À, vậy là mình có thể tóm gọn lại được. Làm một tí của bên này, làm một tí của bên này, sau đó là làm hết của ông thị trưởng lại Harmon luôn. Tập sau là sẽ làm về Harmon, nhưng Harmon là tâm điểm chính, nhưng mà mình sẽ làm về những người bên này. Sau đó tới nhà Cooper. Cooper không nhỉ? À không, tới sưởng rèn trước đi, sưởng rèn ít hơn, sau đó tới nhà Cooper rồi bắt đầu dập hai nhà còn lại. Ok, thì video này chắc mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà mọi người thấy hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.